Báo có thai là em lúc đó là em vui, là em xong cái em nói à, bị cái anh ơi em có em bé rồi, cái em kêu là nó thiệt hay nó đùa đó. Ôi vui vui quá, cái xong cái em chạy đi họ báo cho người thân mọi người xong xong rồi họ biết hết rồi. Bé ra sớm hơn dự tính của mình, càng ấu rồi bác sĩ mới quyết định cho em ra. Lúc đó là em cũng em lo lắng ghê lắm, em kêu là họ kêu là khó khó giữ được em bé, kêu là vì non tháng quá mới có 25 tuần. Cái bữa hôm sinh là em rất là hồi hộp luôn, em ở trong em ở trên bệnh viện là em ngồi có cứu sống được con mình không, đồn kêu chỉ cầu mong là đang lúc đó rung cái tay cái đập đập miết cái kêu dạ đợi chứ dạ, tôi kêu là đợi chuẩn bị ra nhận con, bị đi theo con xuống phòng hậu sức sơ sơ sinh, là lúc đó mình mới à rồi rồi con mình vừa thở được rồi. Mình kêu mình nhìn mình cũng sốc mà vừa vừa buồn mà vừa vui vừa buồn, nhưng buồn vui lẫn lộn với nhau. Mình cảm thấy em nhỏ quá, với lại còn non tháng cũng nhỏ thế tiên, y như một cái chi ấy, y như một chục nhỏ đó. Bác sĩ có nói em là chuẩn bị là hướng dẫn cho em là kêu là sau này có ra ngoài chuẩn bị tinh thần là sẽ ra ngoài ấp, vì ở ngoài trong kangaroo ấp khi ấp kangaroo á, trong lòng bố trong lòng mẹ à, giọng bố mẹ nói có thể mắt có thể nhìn quanh để biết mình đang ở hiện ở đâu được. Nói chung là ấp kangaroo là bác sĩ có nói là giúp cho em bé phát triển nhanh hơn về trí não, về cân nặng, về chiều cao, về thính giác, khứu giác, thị giác. Được ôm anh mà được ôm con mình vô lòng rồi là lúc đó là mình kêu à, con ơi, mình cũng hay nói chuyện với con, mình hát cho con nghe được các mọi thứ, rồi mình cầm tay con mình giỡn với con, rồi mình vui đùa với con mình. Nói chung là ôm con mình vô lòng mình thì còn gì bằng nữa.